Từ Hưng Yên xuống nhà anh mua đôi B3 và một cái Idol View 100 và bác đã đóng xong hàng và chuyển động về quê để nghe nhạc. Cảm ơn bác Tình rất nhiều nhá. Chúc bác lên đường may mắn nhá. Cẩn thận nhé, không công an người ta lại bắt bạch đấy.